Xin chào anh em. Hôm nay Lòng Chim Ống Ếch tiếp tục giới thiệu cho anh em một cây lồng khuyên mái vòm mung toàn tập, mung sừng toàn tập nha mấy anh. Hàng cao cấp, cực kỳ độc đáo, độc và lạ. Đây, xoay một vòng nha, xoay một vòng cho mấy anh coi. Đây là cây lồng một khuyên vuông mái vòm chạm bi với lại dơi. Đây, toàn bộ lồng được làm từ gỗ mung sừng đen nháy. Rồi, đây từ cái vòm, từ cái vòm rồi trụ viền chân, tất cả đều chạm bi, chạm bi thủ công nha mấy anh, rất là chi tiết, chạm bi thủ công toàn bộ, thân lồng là chạm bi thủ công toàn bộ, kết hợp với lại cửa dơi, bờ cầu cống dơi, mặt quỷ tan dơi. Tạo lên cái lồng rất là ngầu. Đây, đó, bộ bờ cầu cống dơi rất là đẹp. Đây, kích thước của cái lồng này, kích thước của lồng này em làm theo số đo của mấy cái lồng khuyên mấy vòm Trung Quốc, nó khá là chuẩn, 22 năm chiều rộng từ chân lên tới nóc là nó rơi vào khoảng 40 cm. Em sẽ nhắc lại là anh nào mà muốn coi thêm hình ảnh và giá chi tiết của cái lồng này có thể truy cập vào website minhungbích.net hoặc là fanpage Lồng Chim Minhungbích, trong đó thì giá và hình ảnh sẽ có cụ thể cho mấy anh tham khảo. Bây giờ em xin mở cái khay kéo lên cho mấy anh coi. Rút ra, khay rút phân rất là nhẹ nhàng. Rồi, đít và mặt đít luôn. Cái lồng này làm thủ công rất là nhiều. Đây là đang giới thiệu cho mấy anh coi phần trên nóc. Móc thì gắn móc đồng lục giác chuyện giả cổ. Còn lại toàn bộ cái lồng sử dụng gỗ mung sừng đen nháy, 100% gỗ mung sừng. Giá của cái lồng này thì có giá là 3,2 triệu nha mấy anh. 3,2 triệu như hình lồng ba cầu mung móc đồng. Đây là những cây hồng cao cấp, rất là độc và lạ. Hiện tại rất khó để kiếm được cây thứ hai. Cái này nó thuộc về phân khúc cao cấp rồi nha mấy anh. 3,2 triệu cho một cây lồng quá đỉnh như thế này. Lồng mung sừng toàn tập. Đây, xoay thêm một vòng nữa cho mấy anh coi rồi kết thúc nha. Đây, em xin nhắc lại, đây là cây lồng khuyên vuông mái vòm chạm bi dơi phun lồng. Đây, rồi xin nhắc lại giá luôn là 3,2 triệu như hình nha mấy anh. Rồi xin kết thúc.